Chào các bạn, ngày qua nay thì do là cũng đi lo đi ăn uống vui chơi được các kiểu nhưng mà chưa bao giờ quay cái cảnh trong cái homestay này, cho nên bây giờ thì sẽ quay vài cảnh trong homestay và cho các bạn cái nhìn tổng quát về cái chỗ này ha. Ở đây chúng ta có bếp nè, sử dụng bếp sắm vui làm dọn rửa giúp ăn ngang. Đồ nêm nếm thì ở đây đủ cả, trứng không biết là có phải là miễn phí hay không. Trà và cà phê. Bây giờ đi lên tầng trên. Có tầng nữa nè. Hệ thống wifi chập chịch. Này bông. Đây là tầng 2. Ok, bây giờ sẽ lên tiếp lên một tầng nữa. Máy giặt kìa, rồi nệm nè, rồi đây là cái không gian phía ngoài này. Nguyên tầng. Ở đây có vẻ thoáng mát hơn nha. Này. Tủ khóa đồ nữa nè. Quạt máy nè. Ở đây các bạn có thể nhìn ra bên ngoài. Bên đây là còn một cái phòng, một cái không gian nữa thì phải. Ở đây là không gian ngoài trời. Thoáng mát nhỉ. Đi qua đây coi. Nói chung là cũng không gì. Từ bên đây mà loay qua nhà bên kia hả? Sao dễ vậy vậy? Đây. Đây là phòng của Gen. Phòng của Gen ngày hôm qua thì các bạn cũng thấy nhìn sơ rồi đó. Phòng này thì Gen không có comment gì nhiều, chỉ comment cái phần nhà vệ sinh thôi. Đây. Cái lúc này nó đã bị sụt. Và Gen ở phòng 201. Nếu bạn nào ở phòng 201 thì chú ý nha. Còn lại thì tất cả các thứ còn lại còn đều ok hết. Không, bồn cầu bị dơ. Gì? Lấy cái nắp bồn cầu xuống. Gì? Nên nó bồn cầu xuống. Ghê quá. Quay cho tụi nó chửi hả? Cái này dễ hơn nha. Để khăn, máng đồ các kiểu. Mà Zen không hiểu được cái ý đồ để cái ghế này ở đây làm gì. Bố mày có ý kiến gì nè? Không, để xíu nữa em trang điểm xong em đẹp đi. Sao? Bố mày qua cái cửa. Cửa sao? Đây, cái cửa kính. Khi mà tắt đèn nhá, là các bạn sẽ thấy ánh sáng ở ngoài rọi vô. Thật ra cái chuyện này rất là bình thường, nhưng mà cái vấn đề là nó đối diện. Nên ngủ hả, lúc mà buổi tối dậy nó sẽ bị ánh sáng nó hắt vô mặt rất là khó chịu. Cái cửa sổ này nữa. Chưa hôm qua lúc nhận phòng mệt quá tắt đèn đi ngủ, mà ở ngoài nắng chói chang, tôi nằm cạnh cửa sổ, trời có bao nhiêu nắng nó hắt vô mặt. Nên cái màn này nó nên dày thêm một chút nữa, chứ cái này là không có nó ép phê. Nhưng mà cái đó là đối với những bạn khó ngủ như Bùm Mì ha, còn những bạn dễ ngủ như Ba Gen nè. Thôi bỏ đi. Thì khác bình thường, không có chi chữ. Bỏ bỏ. Không có vấn đề gì hết. Dễ ngủ. Ai? Anh nói gì? Rồi, có nhìn thấy không? Chỉ có như vậy thôi, nên nói chung là khi mà các bạn nhận phòng thì các bạn nên luôn. Thấy giá cả là sao? Okay. Giá cả thì là lúc mà Ngọc quyết Bùng định lúc mà Bùng Mì quyết định ở Nha Trang á, thì có đi khoảng một vòng mấy cái homestay á, thì đa phần là 500-600, thì cái homestay này là rẻ nhất là 300 ngàn. Thì có thể thứ nhất là do cái lý do là nó ở xa trung tâm, thứ hai là có thể là do cái những cái trang thiết bị mà nãy giờ mà đem qua cho các bạn đó, thì nó cũng có
vậy mà cái giá phòng nó thấp. Rồi vậy là các bạn đã có cái nhìn tổng quan về cái homestay An An này rồi ha. Nói chung thì đẹp thì không đẹp mà xấu thì không xấu, tốt không tốt mà tệ thì không tệ, nó cứ lưng lửng ở cái mức trung bình như vậy đó. Ở hay không thì tùy các bạn thôi, nhưng mà nếu là gen ưu tiên cái sự rẻ, gen thích rẻ lắm thì ở cũng chả sao, đúng không, ngủ thôi rồi mình đi chơi. Nếu giống như mình muốn phòng trọ ở trên Sài Gòn vậy đó, có ở nhà đâu, đi chơi miết về ngủ là xong. Ok, các bạn đã ở đây chưa? Nếu ở đây rồi thì comment cho Zen biết ý kiến của mình nha. Và đừng quên bấm nút subscribe để nhận thêm nhiều clip từ Zen nha. Bây giờ thì Zen sẽ đi ăn sáng rồi đi tới Ninh Vân Bay. Cần học chính xác là cái đoạn đường đi tới đó thôi ha. Để quay cho các bạn coi. Hello các bạn, sáng nay được Bu Mì recommend cho đi ăn bánh cuốn bánh đập ở 16A Hồng Lĩnh. Bây giờ vô quán thử ha. Hello Bu Mì. Hai đứa anh đi chung không? Dạ đi chung. Quái. Để uống này nó con lấy chén nha. Rồi rồi, mày cầm này đỡ. Để hai đứa ngoài đây, hai đứa ngoài đây. Hết gì? Hết thịt luôn. Còn chả lụa hả? Đây là bánh nước của Jen. Có thêm mỡ hành. Thật ra là tôi chưa ăn cái kiểu này bao giờ nên chả biết ăn sao hết. Tình hình là ở đây có 3 loại nước chấm cho các bạn. Nước mắm. Mắm nêm. Mắm nêm, này nước mắm. Mắm không cay hả? Này nước mắm cay. Ok. Tức là có chén mỡ hành này để chế bỏ cái nước chấm mà các bạn muốn vô. Mắm cay đi. À, này nước mắm riêng rồi mình bỏ ớt sau hơn không? Hai loại cái đó khác vậy. Hơi tiếc, tại vì hết thịt nướng rồi cho nên không có thử thịt nướng được, không biết cái mùi vị nó ra sao. Bây giờ chỉ còn ăn chả thôi. Cô đang nướng bánh chén đúng không con? Nướng bánh chén. Bánh đập. Ủa sao gọi nó là bánh đập vậy cô? Sao cô? Hồi xưa rất là Đà Nẵng. Cái bè đó, ba bán cái này về. Ba bán xong cái tôm nước đưa rồi bán 15 cái đồng con với ăn. Mình lại đập cũng bít bẻ. Rồi sau đây có cái đập luôn. Tại vì em ăn tiêu nước kêu 11, 12 giờ không ra tôm nước chồng con á. Em thích mình em đập bẻ cái gì mà đập luôn. Bán lại luôn, đập bẻ luôn. Tại chỗ con hay gọi bánh kiểu này là bánh chén. Dạ. Nhưng mà gốc này là gốc của Đà Nẵng mà. Dạ, vậy là bánh chén này của Đà Nẵng. Gốc là gốc của Đà Nẵng. Dạ dạ. Rồi cuối cùng này ăn sao? Hả? Cuốn lại hả? Chậm lên luôn, chậm dán lên luôn. Sao? Giống không học phủ vị vậy. Em bốn cái chả hả? Dạ. Đây có chả rồi nè. Đây ngay cái loại chả mà hả Jen với là Bu Mì thích luôn á. Còn cái bánh đập nữa cô. Chả sao? Ngon hả? Không, bánh cũng ngon mà ăn để trong cái bột nó không giống bánh uống mà mình hay ăn. Ê vậy hả? Để xem thử rồi. Rồi. Lần đầu tiên ăn cái bánh này. Cuốn lại hả? Có vẻ hơi dày nha. Không, nhưng mà ăn nó mịn, bánh nó không có cảm giác như là bột. Em ăn thử rồi. Có kéo nữa kìa, có cắt đâu. Thôi ăn nguyên cục đi cho ngon.
kéo để cắt nữa mà thôi mình không kéo luôn. Cái bột nó mềm định miệng luôn rồi. Ngon đúng không? Mẹ nó tiểu hả, khi mà cũng cặn vừa nhai tầm 2 phát là nó tan ra luôn. Đã lắm. Em thấy nó giống cái bột bánh bèo hơn. Em cái bột bánh bèo hơn là cái bánh ướt. Ngon. Đã rồi. Nó là sự kết hợp giữa cái chả lụa loại ngon với lại cái chả gì? Chả bò hả? Không phải. Chả bò hả? Ý anh nói gì? Cái chả mà dẹp dẹp á. Có ở chả chả này chả gì rồi? Chả cay này, nó gọi chả cay thôi. Ăn, ăn bánh ướt nữa không? Hả? Ăn bánh ướt nữa không? Ừ. Chưa hơn. Hợp á. Ờ, để mình nói thêm về cái không gian ở đây. Tuy là hơi tối nhưng mà nó cũng khá là thoáng. Nó cũng không có ấy lắm. Đồ ăn thì hồi nãy ăn một miếng rồi đó. Thấy ngon lắm. Đang kêu thêm. Chả ngon, nước mắm ngon, bánh ngon. Còn mày nãy kêu thêm gì không? Bánh đập. Bánh đập, ờ. Thì em chưa bao giờ ăn bánh đập, cũng không biết. Ủa, ăn cái gì có giá kìa? Bánh cuốn. Bánh cuốn hả? Bánh cuốn mới có giá nè. Xin thêm chén giá riêng đi. Dèn rất là thích ăn giá. Cực kỳ thích ăn giá. Ngon, ngon. Cuốn có hành, có tôm hỉ, tôm nhuyễn, chứ không phải nguyên con nha. Nhưng mà cũng quan trọng là cái bột, phải nói là cái bột ăn vô đã. Không dễ vậy là 4.000 đúng không? Đây là bánh đập. Là bánh nước ở trong với mẻ với lại hành với thêm miếng chà bông. Ờ, à, với lại một cái lớp bánh ngoài ha. Các bạn có thể nghe được cái tiếng giòn của nó. Sở dĩ nó giòn như vậy là do là cô đang nướng ở đằng kia. Đó, bánh lúc nào cũng mới hết. Này là ăn với mắm nêm. Ăn mắm nêm hả? Rồi. Đây là chén hành thêm. 2.000 2.000 đúng không? Muốn hết rồi em à. Giờ này còn bút đập à. Giờ còn cả 2 thứ à. Cái bánh này á thì ăn với mắm nêm. Rồi. Ừ, chưa gì hết làm rớt rồi. Cầm lên, cầm trứng lên. Sao? Hả? Cũng lạ lắm hả? Đương nhiên rồi. Ờ, nghe bộ mì khen cái món này để thử coi sao. Này, đúng không? Em ở đây thì có trứng mà. Trứng vô trong kìa chắc như biết à. Trứng trứng thịt trứng không anh em? Ờ. Cái đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mắm lên nó không quá mặn đúng không? Mắm nêm vừa, không quá mặn. Cái mềm, cái nịnh mềm của bột bánh nướng hồi nãy kết hợp với lại cái bánh đập này, nó lạ lắm. Mùi mì có từ nào để tả không? Để mất công hả mấy bạn coi hả? Nói bây giờ không biết tả làm sao hết. Nói chung là nghe cái từ, nghe cái bánh ướt mà ăn chung với bánh đa thì thấy nó không có liên quan gì với nhau. Nhưng mà nếu mà lúc mà ăn chung các bạn có thấy được cái sự hòa quyện với nhau. Nó không có chọi nhau. Không phải là mảng thằng nào thằng đó không liên quan. Ăn vô là tự nó hòa quyện nhau, nó rất là hợp. Đúng, chính xác. Dễ mà. Ừ.
mà lúc mà tôi rủ ổng đi ăn á là ổng nhất định ổng không đi. Tôi phải dụ lắm. Lúc mà tôi rủ ổng đi ăn á, ổng nhất định không đi. Tôi chỉ hạ dụ là ở đây có bánh ướt nữa, không có chịu được. Nghe lạ thấy bà. Jen không có thích ăn những cái món lạ. Sao dễ ướt không đậm. Gì? Là sao? Cô nói gì vậy? Nhiêu con? 36 56 sao của mày 56 ok không? Jen cũng thấy rất là ok. Ok, 56 ca cho hai người. Có luôn là Pepsi của các kiểu thì rất là ok. Các bạn đã ăn ở đây chưa? Nếu ăn rồi hãy comment cho Jen biết cái ý kiến của mình nha. Mình nếu chưa ăn có thể đến đây thử, đáng lắm á. Ủa quán mình mở cửa từ mấy giờ hả cô? Cô? 6 giờ đến 10 giờ. 10 sáng à, buổi chiều không có bán hả cô? Đó, cho buổi chiều 3 giờ. 3 giờ tới mấy giờ cô? À, dạ à, cảm ơn cô. Tình hình là sau khi mà ăn sáng xong thì Jen quyết định sẽ đi dọc cái con đường Phạm Văn Đồng. Đó, thì tại vì bố mày nói là cái con đường này dẫn tới cái gì bay quên bà rồi phụ mày. À, Ninh Vân Bay. Có những cái đoạn cung đường rất 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 là đẹp. Cho nên Jen sẽ đi và đợt này sẽ có những cái cảnh bay flycam cho các bạn coi. Hy vọng là các bạn sẽ thích.
quá trời luôn. Nhưng mà ở đây thấy có mấy chú đang làm thiền thúng nè. Để lỡ coi chú đang làm gì. Con đi du lịch tới đây, đi ngang thấy chú đang làm này là mình làm thiền thúng hả chú? Là làm thiền thúng hả? Dạ. Là sao chú? Mình mua đèn tre. Dạ. Rồi. Này là keo hả chú? Dầu rái. Dầu rái à? À dầu rái. Cây dầu rái. Dạ. Bữa rồi mình khoét lên rồi khi nào nó khô chú? Phơi bao lâu? Hai ngày thôi. Là xong là để xuống là đi được hả chú? Dạ. Đó. Hay quá. Thấy dọc bờ biển người ta đang phơi nè đó. À, không phải phơi nữa thì không biết là do là nhiều quá không có chỗ để hay là sao đó, người ta để dọc đây nè đó. Rồi ở đây thì có thuyền, rồi phía đằng kia thì thấy là có những cái giăng lưới nữa, chắc là sẽ dùng cái này bơi ra ngoài để mà thu hoạch. Biển đánh sóng ào ạt luôn, ghê chưa đó. Được một nhân vật khá là quen thuộc trong những cái clip đi chơi của Zen, đó là Huyền Thoại Vi, recommend cho cái quán này để ăn trưa. Đó là quán Lạc Cảnh, đặc sản hải sản. Nhưng mà Huy nói ở đây bán bò rất là ngon. Ở địa chỉ là 44 Nguyễn Vĩnh Khiêm. Bây giờ Zen vô quán ha. Ok. Rồi, vào đây luôn. Cảm giác đầu tiên khi vô đây là sao nhỉ? Cũng cái không khí nó âm u giống như cái quán hồi sáng ăn làm như dân gian thèn thích cái kiểu vậy đó. Nhưng mà nó vẫn thoáng và mát, nó có điều nó hơi tối một tí thôi. Và bún mì thì đang coi menu để lựa những cái món ăn trải nghiệm. Chuyên bò, nghe nói là bò ngon lắm, Thoại Vi nói vậy đó. Để ăn thử coi sao. Thoại Vi nói là một ngày Thoại Vi ăn hai lần ở đây vẫn chưa đạt. Còn lớn còn nhỏ gì? Còn nhỏ. Mà nướng hải sản với lại ớt không anh? Ừ, ớt. Xào ớt hay chim bò? Xào đi. Ớt xào ớt. Còn nhỏ chị kia xào ớt không? Có. Chị một chén súp ăn cua. Cơm nhiều mà không? Hả? Cơm gì? Chị ăn ăn nghe kêu cơm chắc bụng. Cơm chiên trứng, chiên phải lớn, chiên tỏi. Cơm chiên trứng. Cơm chiên trứng, cơm nhỏ. Cơm nhỏ. Được không? Thấy cái đi. Menu ở đây rất là phong phú nha. Này. Đó. Là tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Nga và tiếng Trung luôn. Có đủ hết và có rất là nhiều món cho các bạn lựa chọn. Rất là nhiều món. Nãy bộ mì kêu cũng vài món rồi. Về đang chờ. Nãy giờ chắc được 5 phút vô bộ mì. Hả? Chưa, chắc là cũng 3 phút. Không biết là cái tốc độ ra món ở đây như thế nào. Đây, món đầu tiên đã ra. Đó là súp và xà lách. Súp này bộ mì kêu này đúng không? Tao ăn thử coi. Ăn cho nó nóng rồi. Ồ, đây là thịt bò. Phần này bao nhiêu bố mày? 98 ngàn hả? Ồ. Thôi mình nhận xét cái món súp trước đây nè. Nêm nếm đậm đà. Cho Zen ăn với. Thường á là cái gì mà bố mày thích á là Zen không có thích. Để coi. Thơm. Ngon. Tức là các bạn sẽ không cần phải thêm bất cứ một cái
gia vị nào nữa, như là xịt nước tương hay nước mắm gì. Khỏi, vừa ăn luôn. Rất ngon. Thịt cua cũng nhiều. Trái này bao nhiêu mua mày? 20 mấy ngàn. Okay. Cả bà ơi, hàng hết bà chửi nha. Đây là dĩa cơm chiên mới bưng ra. Nói chung là tôi chưa ăn mà tôi đã thấy no rồi đó. Ồ, nước tương kìa. Bò nước lạc cảnh đã không còn xa lạ với cái người dân ở trên phố biển này nữa. Thậm chí là những cái người sành ăn, họ vẫn hay thường xuyên đến đây và nói với bạn bè của Hoàng họ rằng là đến Nha Trang mà chưa đến bò nướng lạc cảnh thì chưa biết Nha Trang là gì đâu. Và nhưng mà nãy giờ các bạn thấy á, thì bò thì nướng rất là tươi ngon vậy á, thì ăn thử nha. Đây họ cũng bò các bạn, hay còn bò nó còn nóng rồi các bạn ăn vô cảm nhận được cái vị ngọt, cái vị mềm nữa. Trời ơi, nó đã rồi, rất là đã. Cái phần bò hồi nãy như các bạn thấy á thì thường là còn sống và được mang kèm với là một cái lò than nữa để giờ tụi mình tự nướng luôn hả. Nói chung là bạn có thể nhờ họ nướng giùm hoặc là bạn tự nướng, nhưng mà riêng với bản thân Zen á và Buôn Mỹ á thì vẫn thích tự nướng hơn. Nè bây giờ ăn thêm miếng cải salad nữa nè. Cái này thật ra là ăn là bạn không cần phải chấm bất cứ một cái gì hết, nó ngon, cơ bản là nó ngon một cách, nó ngon một cách truyền thuyết luôn. Với lại á, cái nữa, bò ấy á được cắt một cái miếng nhỏ vừa ăn và ướp cũng dễ ướp hơn, và cái hương vị ướp của nó giống như là xài một cái công thức gia truyền bí truyền nào đó, nó rất là vi diệu, ngon lắm. Thịt á hồi nãy đang có nói rồi, nó mềm thơm, thoáng nhẹ một cái chút xíu mật ong đó. Tình hình cảm nhận về cái món bò này nó rất là ngon. Nếu mà các bạn có điều kiện hãy tới đây trải nghiệm, rất nên tới đây trải nghiệm, ngon lắm luôn, bò nướng ngon lắm. Còn có ớt với cơm nữa để ăn rồi nhận xét các bạn tiếp ha. Món bò thì truyền thuyết ý, thì nó ngon một cách truyền thuyết là vậy. Vậy thì món ớt sẽ như thế nào ha? Đây Jen có kêu một cái món ớt chấm chấm rồi. Ớt cũng ngon luôn. Và cái con ớt đó của bạn sẽ được lột da luôn, rất là sạch sẽ. Tuy nhiên Jen lại thích ăn da. Hồi nãy quên nói họ để da, không biết là họ có để da không. Em biết tại sao á, cái quán này á lại trở thành đặc sản rồi. Tại vì á, đi biển á mà ăn đồ biển á thì nó thường rồi, nhưng mình ăn đồ rừng, bò, ớt, đúng rồi đó, đúng rồi, ớt đâu phải là ở dưới biển.
Nói chung đi biển mà ăn cái thứ gì nó không phải dưới biển đó thì đó là đặc sản. Zen có kêu một cái phần cơm chiên. Đây, cơm chiên trứng. Không có một miếng trứng luôn. Hả Bu? Bu mày nói có nè. Đó, có trứng nè. Bự ghê chưa? Đó. Bự ghê chưa? Kinh thiệt. Đó. Còn ớt thì hồi nãy Zen cũng có nói rồi. Ok, ngon. Lột vỏ, đồ các kiểu. Mềm. Sao thấy Bu, thấy quán này sao? Đang hỏi em á. Em đừng. Hàng chiên nghe mùi gì? Bỏ hành tây lên xong rồi quên luôn. Sao? Em ok hả? No. Nhưng mà không biết nữa, thật là do em đang mệt nên em không thấy ngon không thích. Như anh nấu nhưng mà nói chung đơn bản là ngon, đáng thử. Bộ mì nhận xét là như vậy, nhưng mà với những cái gì mà nãy giờ Zen ăn á thì ngon nhất vẫn là bò. Và dở nhất là món cơm chiên trứng. Trời ơi, không có một miếng trứng luôn. Như vậy nè. Còn ớt á thì ổn, nằm ở mức trung bình khá. Ngon, cái vị của nó thanh nhẹ, không có quá đậm đà cũng như là không có quá nhạt. Đó, tình hình là vậy. Để coi tính tiền coi sao. Để giờ chưa tính tiền, chưa biết. Ok, vậy là kết quả của chúng ta sau một buổi ăn uống là 284.000. Thì cũng gọi là ổn, không đến nỗi nào. Ngoại trừ cái món cơm nó dở ra thì món bò ngon, món ếch ok, ổn. Thì đáng để đến để trải nghiệm. Ha? Các bạn đã ăn ở đây chưa? Nếu ăn rồi thì hãy comment cho Zen biết ý kiến nha. Và đừng quên bấm nút subscribe để nhận thêm nhiều clip từ Zen nha. Chiều nay sẽ đi đâu nữa thì Zen chưa có tính được tại vì trời đang mưa. À không, chuẩn bị mưa. Buồn bị nghe trời đang mưa liếc tôi. Hello các bạn, Zen đang ở đối diện tháp bà. Nhưng mà Zen chưa có vào thăm tháp bà. Nhưng mà Zen sẽ ăn quán bánh căn của cô Tư. Đây, quán cô Tư. Quán này là cũng được Bu Mì tìm thấy. Không biết là có ai recommend cho Bu Mì hay không. Để vô quán cô ha. Đây, cô Tư là cô đúng không? Đây cô Tư nữa bạn. Ồ, mình có tôm nè, mực nè, thịt nữa kìa. Rồi, giá. Buôn mì, kiểu gì rồi? Một dĩa bánh căn thập cẩm. Ủa, con này là gì? Này là món, này là xíu mại ăn kèm chung với bánh căn. À, ăn kèm chung với bánh căn, ăn căn đúng không? Ok. Mùi mật ăn nó không nghe mùi mật.
con nghe mày mừng á. Nghe nhưng mà không nghe nhiều. Ờ, phải nghe nồng nặc mới được đúng không? Rồi, để gì? À, ăn số mày thử đi. Sao? Dở hả? Không phải dở mà ăn nó kỳ kỳ. Ăn nó kỳ kỳ là sao? Cũ hay sao? Không phải cũ đâu. Nó ý là nó trộn nhiều nhân quá. Ờ, ok. Ok, rồi, để cho anh thử coi. Ok, bây giờ để cho anh ăn thử ha. Đầu tiên là mực. Ờ à. Cũng chấm nước mắm, nên anh thích ăn với nước mắm. Có mùi mực nha. Đáng nhận là có mùi mực. Bột mềm, đúng rồi. Bây giờ cho anh thử ăn thử đi. Món tôm có mùi tôm. Nhưng nó có mùi. Vì từ lúc đó Jen chuẩn bị á, trái ngược nhá. Thứ gì mà Jen thẩm thẩm thụ được, thẩm thụ được á, thì bún mì không. Và ngược lại. Thẩm thẩm nãy nói thẩm thẩm, tính nói thẩm du rồi. Rồi. Quên, còn chiếc mạng nữa. Được rồi. Chê hả? Chắc chê hả? Mà ăn nó không hợp. Đúng là chiếc mạng nó không có sự mềm mại và dịu dàng. Cái kiểu đó, cho nó nhiều thịt quá. Thay không có nhỉ? Đúng rồi, thay không nhỉ? Thực ra các bạn ăn, các bạn sẽ có cái cảm giác lộn cộm á. Tùy người nhưng mà người thì thích nó nhiều. Đúng rồi, tùy người. Nhưng mà đối với Giang thì sứ mạng phải là nhuyễn, mềm. Và tổng tiền hai của quán cô Tư là 70k cho một cái dĩa bánh căn thập cẩm bao gồm là mực rồi tôm, thịt bò và cộng thêm một cái chén xíu mại là 20.000. Cái chén xíu mại mà lúc đầu thịt heo, tại vì Jen không có ăn cái miếng đó thì chả biết, Jen nghĩ là thịt bò, ok là thịt heo. Và cái chén xíu mại lúc đầu đem ra là cộng thêm 20k nữa, vậy ra 50. 5.000 cục hả? Vậy là mấy cục? 4 cục. Ừ, 4 cục. Đó, ok. Thì sao nè? Cái danh nhận xét là nó chỉ ở mức ổn. Ổn, không dở. Bố mẹ thấy sao? Thì đi cũng hào thân thiện. Sao? Hơi mắc hả? Nói chung là Jen không thấy mắc, tại vì cái dĩa tập cẩm đó cơ bản là nó cũng nhiều. Jen ăn thì no bụng. Cái dĩa đó thì không nói, nhưng mà xíu mại 5.000 một cục. Xíu mại 5.000 một cục là mắc hả? Theo như bún mì 5.000 một cục là mắc. Không biết có thể tại vì ăn xíu mại thấy không ngon nên thấy 5.000 là mắc. Ừ đúng rồi, tại vì xíu mại thật sự là Jen cũng không thấy ngon. Đó. Đó là vậy. Còn bánh căn thì nó chỉ ổn thôi nha, chứ không phải là ngon, nó không dở. Ok, nếu các bạn thích thì cứ đến đây trải nghiệm. Và nếu mà bạn nào ăn ở đây rồi thì comment cho Jen biết ý kiến nha. Đừng quên bấm nút subscribe để nhận thêm nhiều clip của Jen hơn nha. Bây giờ Jen sẽ qua tháp bà để xem có cái gì cho anh em.
Hello các bạn, tình hình là Jen đang ở phòng bán vé để vô cái chỗ tháp bà. Đây, hai vé. Rồi, đi thôi. Ở đây phục vụ tới 6 giờ là hết, là đóng cửa ha. Ủa là sao chú? Người Khánh Hoài vô đây không miễn phí à? Rồi, như các bạn nghe thấy đó, người địa phương thì vô đây miễn phí, còn người du lịch thì phải mua vé. Quảng cáo trong. Ở đây có rất là nhiều người. Còn thấy không? Tiếng Trung Quốc rất là phổ biến ở đây. Lối ra tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Bây giờ Jen sẽ đi từ bên phải vòng qua bên trái ha. Rất là đông. Đây là khu vực như trung tâm nè. Có đền thờ nữa. À, không có cái chỗ cho các bạn đốt nhang. Rồi tiếp theo đi lên trên coi có gì không nè. Đây Jen nghĩ là nhà vệ sinh đấy, nhìn cũng khá giống, mọi người cũng đi tới đó. Lên trên nữa thì quẹo qua bên tay trái. Ủa cái này là sao nhỉ? Mặc đồ này mới được đi vào à? Ủa chị, cái này mặc đồ mới được vô trong hả? À, chứ sao? Ok. Tủ áo phục vụ vào tháp miễn phí. Có nhiều cái thứ khác nhau, lựa chọn cái gỡ vừa mình. Mắc lại chỗ cũ. Ồ, hiểu rồi. Tức là muốn vào trong thì các bạn phải mặc cái này vào cho nó tôn nghiêm. Xin lỗi này. Xuống nè. Cũng chả biết là mặt mới được vào hay không, là mặt hay là chụp hình đó. Hình như người mặc áo màu vào cũng được à, bình thường mà. Mới thấy nó đi ra. Đây. Rồi. Ở đây chắc là chánh điện rồi. Cái
Dòng phía sau đây. Là một cái khu gì đó nha, em cũng không biết. Đây là phòng trưng bày. Để coi trong đây có gì nha. Những cái tác phẩm thời xưa, vũ điệu Asapra. Chắc là cái long bào rồi. Buôn này nè. Phía bên này là gian lưu niệm, còn phía dưới nữa, bên này còn phía dưới nữa. Mà Giang nghĩ là chắc cũng không có gì đâu. Ở đây thấy vắng quá. Đi tuốt dưới là chắc là hết rồi, nên thôi Giang sẽ hoành lên. Vậy là cũng cơ bản hoàn thành xong một vòng ở Tháp Bà. Nói chung là cảnh đẹp cũng nhiều, nhưng mà do quá đông và đặc biệt là người Trung Quốc rất là nhiều. Nếu bạn nào mà không có thích người Trung Quốc chắc là cũng không thích chỗ này đâu, đi đâu cũng gặp người Trung Quốc hết. Nhưng mà nếu mà bỏ qua cái yếu tố đó thì các bạn có thể đến đây tham quan được, được không? Cảnh đẹp rất 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 nhiều. Tự xuống everywhere. Rồi, bây giờ xin về thôi. Các bạn đã đi tham quan ở đây chưa? Nếu tham quan rồi thì hãy comment cho Zen biết ý kiến nha. Và đừng quên bấm subscribe để nhận thêm nhiều clip từ Zen nha. Và ngay tại lúc này đây, Zen muốn thông báo cho các bạn biết là những cái file mà Zen quay ở cái chuyến đi tour 4 đảo đã bị mất. Zen không biết là Zen dựng cái clip này như thế nào nữa. Hiện tại đang rất là buồn. Con flycam thì đang trôi dạt về phương nào không biết, coi như là mất luôn rồi. Bây giờ đi về buồn lắm, không còn hứng thú làm gì nữa, giống như cảm giác như mất hết, mất tất cả. Chào các bạn, Zen chuẩn bị đi tắm bùn ở iResort. Và đây là cái lối vào iResort.
quá trời nhiều xe luôn. Nơi để xe gắn máy phía trước. Ok. Đây là một nơi rất là rộng. Và cảm giác đầu tiên khi Gen đến đây là vẫn còn buồn sau cái vụ mất flycam. Hello. Anh Việt có tắm bùn không ạ? Có. Anh tới đây chủ yếu để sử dụng dịch vụ đó. 300 một người, 2 người 600. Bao gồm ngâm bùn 20 phút trong hồ riêng. Sau đó tắm khoáng, bơi trong nước tự do. 8 giờ bên em đúng rồi. Anh không có cái... Anh chỉ có cái quần sọt thôi, vậy thì có thể sử dụng được cái dịch vụ của em không? Bên em có hỗ trợ cho mượn đồ tắm, khăn tắm. À, ok. Rồi. Gái bé luôn đúng không? 600. Em sao? Ừ. Em nắm luôn một hả? Ừ. Em gọi anh chị đi thẳng luôn. Ok rồi, cảm ơn. Rồi. Quét cái lưỡi gì? Đúng không? Thẳng luôn ha. Rồi, thẳng luôn. Gửi đồ vật gì nè? Là sao? Mình mới nói gì lẹ quá, không nghe kịp. Anh chị đứng đây thay đồ nè. À, tức là xuống đây thay đồ. Dạ, để phải. Thẳng này. Dạ, đó còn những đơn. À, rồi đồ túi sách. Đó, ok, rồi rồi. Cảm ơn em. Bữa rồi. Bây giờ vô đây để thay đồ, gửi đồ. Ồ, bình sữa. Sách gửi. À. Hai bé đâu? À, hai bé đâu? Bé bỏ. À. Ủa, gửi đồ ở đây luôn hay sao em? Của nam là nam bên trái nữa, bên phải thay đồ gửi đồ nha anh chị. Là mình trai. Đồ này là thuê. Ý là chị muốn miễn phí hả? Chị muốn không? Ờ, có muốn chứ, anh đâu có gì đâu, anh đi về thôi à. Anh 65kg em. Cảm ơn em. Okay. Một điều phải chú ý với các bạn luôn là ở cái khu vực này nói là khu vực thay đồ dành cho nam vậy thôi, chứ thật ra là nữ. Họ cứ đi từ cái hướng này nó hướng về nè. Ra đây tới chút xíu là lại để tiêm tật. Các bạn hiểu vấn đề không? Đó, nữ cứ đi như thế này, đi từ cái hướng này đi về. Nói chung là cũng chả thấy là có gì riêng biệt á. Gì là sao? Thôi nãy giờ đi loạn hết rồi mà. Ủa, ok khu nhà tắm sạch room.
À, ở đây có bạn hướng dẫn nè. Tấm bùn đặc biệt đi hướng này. À. Quang cảnh ở đây hả, rất là vắng vẻ. Đi sao giờ tối họ sống vắng. Cái gì? Đi giờ này họ sống vắng. À. Ủa có đem theo vé không? Tắm bùn mua bát là đây hả, phải không? Rồi sao nữa? Cái khăn này anh nghĩ là phải để ở ngoài ngoài khi mà mình đi tắm chứ hả? Ủa sao nhân viên không có ai vậy? Alo. Có ai đây không? Alo. Gì kỳ vậy trời? Cuối cùng cũng kiếm được một bạn nhân viên rồi. Coi chừng té. À, hắn nè. Ở đây hả? Ok. À, cái khăn treo lên đây. Ồ. Rồi, vậy cứ bước vô thôi đúng không? Ừ. Không biết là có nên cỡ mấy cái này không? Thôi kệ đi. Đưa cái chìa khóa này bỏ vô mình. À, tình hình là nó rất là nóng. Rất ở nhà không phải rất là nóng, mà nóng người kiểu nóng ấm. Em tưởng bụng đặc chứ ai ngờ loãng. Em cũng tưởng là bụng đặc, ai ngờ là bụng loãng. Không biết là sao ta, tốt kiểu gì nhỉ? Hả? Cái mùn tốt gì? Mùn mày biết không? Tốt gì chút nói. Rồi, bây giờ ngay. Ủa em tắm xong rồi giờ làm gì em? Bây giờ ra hồ bơi tắm khoáng nè. Hồ bơi tắm khoáng ở đâu? Ở đâu em? À. Kính thưa các bạn, cảm giác tắm bùn cũng hay, nhưng mà vậy Jin cứ nghĩ là nó là một mớ bùn đặc, nhưng mà đây là một loại bùn loãng pha chế sao đó không biết, được cái nóng. Ngoài ra nó không khác gì các bạn tắm nước nóng hết đó, đúng không? Sao ta, hả, bùn mày nói gì? Độ ma sát mà sao mà thì nó cũng có một số cái hạt cát nhỏ có mà xác đủ các kiểu, chứ không ngon có như quầy đó. Đây tới đường lối ra tắm khoáng nóng. Nói chung là quay trở lại câu chuyện này thì bụng mị thấy ok, Jin thì thấy bình thường. Hả? Đây kia rồi, hồ bơi, cứ vào tắm. Chắc là mình để khăn đâu đó trên đây đi. Ở đây nó có từng bậc. Mày chết ăn coi. Ở đây nó có từng bậc, các bạn bước xuống từ từ thì sẽ càng ngày càng thấp.
và đương nhiên là nước nóng. Nước nóng đã lắm. Ủa sao cái này là nó hết xuống rồi. À vậy là cao nhất là như đây nè. Ây da. Tình hình là cũng tắm bùn xong rồi, bây giờ chuẩn bị đi ra về và chốt cái chỗ này. Theo cá nhân Gen thì nó hơi phí, nó sao ta, có vẻ là nó không đáng. Ok, có hai luồng ý kiến là tắm bùn tốt cho sức khỏe, nhưng mà thưa với các bạn là tắm bùn tốt cho sức khỏe với điều kiện là ngày nào các bạn cũng tắm, chứ không phải tắm một bữa một cái là tốt luôn. Đó là thứ nhất. Cái thứ hai là nếu mà chưa bao giờ tắm bùn, muốn thử một lần cho biết cũng ok. Đó cũng đúng, nhưng mà với cái cảm nhận của riêng Gen thì 300.000 vô đây tắm cái xong đi về thì thiệt là nó rất là phí luôn. 300.000 nó đi ăn nó vẫn hơn ha. Tuy nhiên đó chỉ là cái ý kiến cá nhân của Gen thôi. Còn nếu các bạn nào thích thì các bạn có thể đến đây trải nghiệm cái dịch vụ như thế nào. Ok, đừng quên bấm nút subscribe để nhận thêm nhiều clip từ Gen nha. Tiếp đi. Bây giờ Gen sẽ đi ăn. Đi thấy ăn thêm một quán ốc nữa, review cho các bạn. Các bạn chắc các bạn còn nhớ cái quán Xuân Anh này, nhưng mà hôm nay Gen sẽ không ăn ở quán này, mà Gen ăn ở quán cây dừa. Ok, đây cây dừa. Ở địa chỉ là 38 Tháp Bà, Vĩnh Thọ, Nha Trang ha. Ở đây cũng có một cái sạp đồ tươi sống cho các bạn lựa nè. Đó, sò lâm, rồi ốc, sò dẹo, tôm, nói chung là đủ hết tất cả các thể loại. Câu chuyện là tại sao hôm nay Gen lại ghé cái quán kia dừa này ăn rất là đơn giản. Tại vì ngày hôm qua ngồi bên quán Xuân Anh á thì có một sự trên lệch rất là cao luôn. Tại vì lúc đó là bên bển rất là đông, mà trong khi đó bên đây rất là vắng. Và câu hỏi đặt ra là ở bên bển đông là do bán đồ ăn ngon hay là do là cái không khí nó đông, rồi mọi người thấy đông cho nên vô ăn luôn nó càng lại đông. Lý do gì mà quán cây dừa này lại vắng khách hơn Xuân Anh? Thì hôm nay Gen sẽ trải nghiệm những cái món ăn ở đây để không phải là so sánh nha, nhưng mà chỉ để là tìm hiểu lý do là tại sao quán Xuân Anh lại đông như vậy. Phải chăng là bán ngon hay là giá cả sao đó? Tình hình là khi mà mới tới thì họ cũng đem ra những cái món đồ này. Cái này là 10 ngày một dĩa nha bạn. Thì nhìn chung là thấy phong phú hơn bên kia hả? Bên kia chỉ là có trứng cút với lại chai coca, không liên quan gì hết. Luôn mới đem ra. Rau ở đây cũng rất là nhiều, cũng giống như bên kia thôi. Mà hình như là ở đây họ hay dùng đủ thứ rau vậy á. Về nước chấm thì đây, muối tiêu xanh, với lại có cái cũng có cái loại nước chấm giống như bên kia nè. Để ăn thử anh. Thôi, giờ quá. Lấy muỗng ăn thử. Muỗng này hay giờ nha. Thay cho đi. Nói chung là muỗng hay giờ. Rồi, để ăn thử cái nước chấm này ha. Cũng ngon. Chua chua ngọt ngọt. Nên sẽ vẫn chọn cái phương án là ăn với trứng cút chấm cái đó. Do là cái menu bún mì không có chọn được món gì hết, cho nên Gen phải chọn thôi. Ở đây mình có nhiêu đây thôi hả chị? Đem lòng nướng đi. Xà lông nướng. Còn anh lấy con xà lông nướng anh. Một xà lông. Chín tỏi. Cái này xào rau muống nha cho em được không? Chín xào rau muống. Rồi. Cho lấy em hai cái đó trước đi. Rồi. Chín chít xào rau muống rồi xà lông nướng của anh. Điều đầu tiên phải nói về cái quán cây dừa này là tốc độ ra món hình như là hơi bị chậm. Gen gọi món cũng có rất là đơn giản, với lại ở đây hiện tại là cũng không có quá đông. Đã 10 phút ra qua đó mà cái món
Món đầu tiên đã ra, cái này là chém chép cháy tỏi đó. Nói chung là lúc đầu mà Jen gọi á, thì như nãy các bạn có thấy là Jen gọi là xào rau muống, nhưng mà họ làm lộn rồi, thôi mình ăn luôn chả vấn đề gì. Để ăn thử nha. Thơm ngon. Cái liệu nó hơi chạm tí xíu. Các bạn ăn sẽ cảm nhận được còn một vài hạt cát á. Sao chứng tỏ tươi, chưa có được làm tẩy trùng tẩy than gì hết. Mua mày thấy sao? Hả? Còn hả? Đây là món sò lông nướng huyền thoại. Hồi nãy tới thấy sò lông gọi sò lông luôn, tại cũng lâu lắm mà không ăn sò lông. Để Jen thưởng thức cái món sò lông thử ha. Hình như là ở đây nó không có cho nước chấm gì thêm hết ngoài hai cái nước chấm này. Đúng quá. Để Jen đi thêm nước mắm. Rồi. Với hai món 212k ok. Sao nhỉ? Cái món chèm chép là cái món mà Jen không thích. Thật sự là không thích, nhưng mà ở đây làm rất là ngon và Jen ăn khá là nhiều luôn. Sò lông thì do là nhiều quá cho nên ăn nó cũng ngán, nhưng mà cơ bản là ok. Và Jen cũng không biết tại sao là bên đây nó bán ở bên kia. Có thể là do người ta quen bạn. Tuy nhiên thì sao nhỉ? Nhận xét của Jen là chỗ này ổn. Nó không xuất sắc, nó cũng không có tệ. Nó bình thường, nó ổn. Bố mày thấy sao? Bố mày đồng ý kiến. Các bạn thông cảm. Bữa ăn hôm nay nó không được sôi nổi cho mấy. Tại vì mất lại cà buồn quá. Ok, các bạn đã ăn ở đây chưa? Nếu ăn rồi hãy comment cho em biết ý kiến nha. Và đừng quên bấm nút subscribe để nhận thêm nhiều clip từ Jen nha. Bye bye. Bây giờ Jen sẽ tổng kết cái ngày thứ hai, cái chi phí nó như thế nào ha. Rồi thì sau khi mà ở xong ăn ăn thì tụi mình cũng trả phòng và thanh toán luôn là 139.000 cộng với 150 tiền xe. Tiền xe chạy á là tụi mình thuê, là thuê 1 ngày rưỡi á. Rồi. Đổ xăng 2 lần, mỗi lần 20k là 40k. Rồi sau đó đi ăn bánh nước Cô Loan là 56k. Bò nướng lạc hồng vào buổi trưa đó. Là cảnh đúng không? Là cảnh. Là 284k. Đó, rồi bánh căn cô tư. Bánh căn cô tư là 70k. Rồi đến Tháp Bà tham quan 22.000 một người là tổng cộng là 44.000. Rồi cái tâm bụng 600.000. Thực sự nhắc tới cái tâm bụng nó hơi đau lòng tí xíu. Mà trước khi cái nỗi đau lòng này, tôi lại nhớ tới cái nỗi đau lòng khác nữa là tôi bị mất con Laika. Khủng khiếp. Ốc cây dừa 212k. Rồi và tổng cộng của ngày thứ hai là 1.846.000. Kỳ đi chơi này nó hơi chua, nó hơi dày. Cái gì đâu mà ngày nào cũng tính tiền triệu hết. Mấy lần trước là hả tính tiền trăm không à. Giờ là triệu không luôn. Ok. Rồi bây giờ thì sáng hôm nay thì Jen kết hợp với bạn của Bumi để đi đảo gì Bumi? Bình Ba. Bình Ba.